tất cả các quý khán giả của Tay Phải Tay Trái. Và thật sự nha, lần này không biết tại sao mà cái câu chuyện của chúng ta sẽ ở một cái nơi rất là xa với trung tâm. Thì khi mà đến đây rồi thì mình rất là bỡ ngỡ, bởi vì nhân vật mà chúng ta sắp gặp ở đây sẽ là một cô nàng rất xinh đẹp, rất tài giỏi, mà mỗi khi cô ấy xuất hiện thì đều mang đến một sự bùng nổ bởi cái thái độ chuyên nghiệp và chỉnh chu của cô ấy. Mọi người hãy chờ xem chúng ta sẽ gặp ai nha. Đi theo Vy thôi. Hello. Dạ em chào chị Tuấn Vy. Chào Trinh. Lâu quá mới được gặp chị. Lâu quá mới được gặp và rất là vui vì hôm nay là Trinh đã nhận lời của Tay Phải Tay Trái để mà cùng trò chuyện câu chuyện khởi nghiệp của mình. Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh. Cô được khán giả biết đến và yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, cuốn hút và đầy cảm xúc trong một số bộ phim đình đám như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Sứ Mệnh Trái Tim, Taxi, Em Tên Gì. Dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng Angela Phương Trinh lại đột ngột tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để bắt đầu con đường tu tập. Cạnh vai trò diễn viên, Angela Phương Trinh còn kinh doanh thêm cửa hàng chay Tâm Đức và gần đây nhất là thương hiệu Yến Đào Cần Giờ, ra mắt ngày 26 tháng 12 năm 2022. Sau hơn 5 năm, Angela Phương Trinh đã bắt đầu hoạt động trở lại với những lần xuất hiện rất đầu tư và vô cùng mãn nhãn. Vậy hiện tại cuộc sống của Angela Phương Trinh thay đổi như thế nào? Hãy cùng Tay Phải Tay Trái đón xem! Nhưng mà chị nhớ lúc mà chị nghe tên Trinh đó nha, là chị nghĩ rằng là mình sẽ đi đến quán chay của Trinh. Nhưng mà không ngờ hôm nay là mình đến một cái cơ ngơ quá là hoành tráng đó, là Yến Đảo Cần Giờ. Thì không biết là cơ duyên nào mà không phải là quán chay nữa mà bây giờ Trinh sẽ chia sẻ về Yến. Dạ, dạ quán chay hiện tại là nhà em đang có 3 quán, là ba em quản lý hết luôn. Lúc trước thì ba em là một người rất thích nấu ăn và ba em mở nhà hàng hải sản, nhưng mà sau đó thì nó có rất là nhiều cái trục trặc mà không hay á, mà lúc đó em lại ăn chay trường rồi nên em thử thôi, em thử khuyên ba mở quán chay xem, ai ngờ là ba đồng ý ba nấu luôn và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình chia sẻ với ba một cái công việc như vậy. Nhưng mà cái đó là cái công việc chính của ba, còn cái công việc kinh doanh đầu tay của em vẫn là Yến. Thật ra trước giờ quán chay vẫn là công việc kinh doanh của ba. Dạ, thực sự là quán chay là cũng là em tận tay chăm sóc, em đi mua từng cái, em đi học. Rồi lúc đầu là em sẽ hoàn toàn một mình em xay để ba em tập trung nấu thôi. Và khi xay một cái thì em thấy đúng là kinh doanh nó có nhiều cái thứ chi li, em thấy đúng là rất là áp lực luôn. Nhưng mà nhờ những cái áp lực đó cho đến khi qua Yến thì em lại cảm thấy có một chút xíu kinh nghiệm hơn. Hay quá, vậy thì bây giờ em có thể giới thiệu với chị sơ qua một chút xíu về Yến Đảo Cần Giờ của chúng ta hay không? Dạ, như chị Tú Vy thấy là đây là Yến Hũ. Yến Hũ này là Đông Trùng Hạ Thảo chị Tú Vy. Còn bên đó là Yến Saffron, rồi Yến Collagen, Yến Nhân Sâm, Yến Gừng, Yến dành cho người ăn kiêng và Yến Phong Thiết ạ. Và trong đây hàm lượng Yến rất là nhiều luôn. Khi mà người thân và tất cả mọi người thử thì mọi người đánh giá là số Yến nhiều quá vậy. Thật sự là Yến ở trong đây để rất là nhiều, là 35% á chị Tú Vy. Dạ em mời chị Tú Vy qua phần rất là đặc biệt là dạ tổ Yến ạ. Dạ đây là tổ Yến thô. Như chị Tú Vy thấy là đây là chân Yến, em rất là thích ăn phần này bởi vì nó giòn giòn á, nó sực sực á, rất là hấp dẫn luôn á chị. Dạ, dạ còn đây là Yến tinh chế chị Tú Vy, nó sẽ có 3 loại diamond, gold và silver. Dạ đây là loại diamond. Thì chị Tú Vy sẽ thấy là diamond nó sẽ dày hơn là các loại còn lại một chút ạ. Diamond. Dạ, đây là dòng For Kids dành cho em bé đây chị Tú Vy. Yến For Kids ạ. Dạ. Mấy tuổi thì sẽ ăn được Yến For Kids vậy em? Dạ không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi rồi chị. Đó, dạ. không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi ha. Là trên 2 tuổi là đã có thể dùng Yến được rồi. Dạ. Wow. Không biết là mình đã có em bé để mà chụp hình cho Yến xào của mình chưa? Dạ. Mà sẵn đây thì Nhanh Trí giới thiệu là con của Tú Vy cũng vừa được 4 tuổi. Tuổi tuổi ăn Yến rồi đó, với mình có chưa? Ủa? Ý là có rồi nè. Dạ, giới thiệu với chị Tú Vy bé Tép. Bé Tép là con nuôi của em. Bé Tép là con gái của chị Lan Anh luôn. Chị Lan Anh là chủ tịch Yến Đảo và bé Tép là con gái của chị Lan Anh. Dạ. Con nuôi của em. Dạ. Ủa hôm nay mình có thể gặp chị Lan Anh luôn dạ, không? Chắc
chắn chị. Hay là bây giờ chị em mình đến gặp chị Lan Anh ở nhà Yến đi. Dạ. Dạ, và sẵn là tham quan nhà Yến luôn ạ. Chị rất là hào hứng và có rất là nhiều điều tò mò về ở trong nhà Yến. Chưa bao giờ chị được đi vào tham quan nhà Yến, cho nên đây sẽ là một cái cơ hội mà không thể bỏ qua được. Vậy mình phải đi thôi. Nhưng mà bây giờ trước khi đi thì có thể cho Vi tham quan một vòng cái phòng sơ chế của mình không? Xong rồi là mình sẽ đi qua bên nhà Yến ha? Dạ được chứ. Dạ. Hai chị em mình sẽ xịt khuẩn ha chị. Sẽ thích luôn không em? Dạ. Đi khẽ nó nhỏ. Dạ, như lúc nãy tổ Diamond chị Tú Vi thấy là các anh chị phải đắp rất là kỹ lưỡng luôn ạ. Dạ, nhặt lông và đắp rất là kỹ để có thể ra được những chiếc tổ đẹp như vậy ạ. Đắp là mình có khuôn đúng không? Dạ, có khuôn ạ chị. Khuôn bằng inox và khuôn bằng nhựa ạ. Dạ. Tức là bây giờ mình sẽ ngâm cái yến ro, yến thô cho nó mềm ra. Dạ. Rồi mình xong, gấp lông ra, xong rồi mình nhựa ra những cái sợi yến. Dạ. Sau đó mình mới đắp thành cái tổ như là lúc ban đầu nhưng mà không có lông thôi. Wow. Chị thấy là tất cả các kỹ thuật viên đang rất là gọi là chú ý. Các anh chị đắp tổ rất là đẹp luôn á chị. Wow, rất là có khi nào mà Trinh ngồi thử chưa? Dạ rồi ạ. Khó lắm hả Trinh ha? Em thử mà em nghĩ là chắc là mình sẽ dễ bị buồn ngủ, lúc đầu là em sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự không chị, nó có cái lạ lắm, khi mà càng mình gấp lông á mình thấy giống như càng bị tích hay sao, mình càng tập trung và càng muốn nó phải sạch hết cái khối lượng đó cho bằng được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tham quan nhà Yến. Dạ. Wow, bây giờ mình đi luôn ha Trinh ha. Yến sẽ làm tổ ngay cái thanh ngang hoặc là góc chị Vi. Dạ. Nếu mà làm ở tổ góc thì mình sẽ được cái tổ form nó đẹp hơn. Thanh ngang ạ. Vì thanh ngang thì chim yến nó sẽ tốn nhiều nước bọt hơn đúng không? Cái thanh ngang như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổ nó thành hình vòng tròn rất là đẹp ạ. Dạ, còn tổ góc như vậy thì nó đỡ tốn công sức của nó hơn. Trinh vào vai của nhân vật thôi, chứ còn ở ngoài thì rất là ngoan ngoãn, hiền lành và dễ thương. Chính vì thế là hai chị em rất là thân thiết như chị em ruột vậy. Anh cũng có nói với Trinh là bây giờ em cần phải trở lại. Mình cũng động viên Trinh là hai chị em cố gắng tạo ra một cái nguồn thu nhập để đi giúp đỡ được nhiều người. Em có thường hay qua nhà Yến không? Dạ có, rất hay qua luôn. Nhà Yến của chị Thúy Anh Năng là em thường hay qua để hỏi thăm về kinh nghiệm, về cuộc sống của chim yến. Và được anh chị nói rất là nhiều về chim yến mà lần đầu tiên mình được nghe thích lắm luôn á chị. Nhưng mà nếu mà em nghe vậy em có cảm giác là em sẽ giống như mình yêu yến không? Tại vì mình thấy, tự vì chị nghĩ là nếu như em được nghe nói nhiều vậy thì từ từ em về em sẽ suy nghĩ. Rồi có khi là mình sẽ cảm thấy là thực sự là, thứ nhất là mình sẽ rất là yêu thương nó. Dạ. Lúc đầu em thấy yến là một cái thực phẩm rất là tốt mà ai cũng biết là yến nó tốt như thế nào rồi. Mà sau khi mà tìm hiểu thêm về yến thì em lại cảm thấy là mình ăn yến rất là nên luôn. Tại vì nó không có sát sinh hay là nó không ảnh hưởng gì tới yến hết. Nó chỉ là nước bọt thôi. Nhưng mà nó lại giúp cho cơ thể mình khỏe và có dinh dưỡng rất là nhiều luôn. Cho nên là từ đó khi mà tìm hiểu xong thì em ăn yến nhiều hơn. Đến nhà Yến ở đây à chị Vi. Ok, vậy mình chị em mình vào thôi à chị. Dạ. Dạ em chào chị Lan Anh. Dạ hello chị Trinh. Chị Tú Vi, đây là chị Lan Anh. Hello Tú Vi. Của Yến Đảo ạ. Này rất vui mừng khi được một MC rất là xinh đẹp và nổi tiếng đến thăm nhà Yến. Em mới làm MC có mấy tập mà. Cảm ơn chị nha. Em có thể xin phép được đi vô qua nhà Yến được không? Được, dạ, được mời chị Vi vào. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Năng, chủ nhà Yến. Hiện giờ là anh Năng sẽ giới thiệu cho mọi người sơ qua về quy trình mình làm Yến như thế nào. Dạ, em chào anh, em là của bên chương trình Tay Phải Tay Trái. Thì hôm nay rất là vui và cảm ơn anh đã nhận lời để mà hướng dẫn cho tụi em tham quan nhà Yến. Theo mình đi vô trong được không ạ? Bây giờ mời mấy cô mình vào trong cái chỗ mà chim nó ở. Em hỏi là khi mà mình vào nhà Yến như vậy thì mình có những cái điều gì kiêng kỵ hay không, Yến không thích hay không? Có, thứ nhất là người vào là không có dùng các cái chất mật ngọt mùi thơm, ví dụ như là nước hoa. Đó. Và cái nữa là mình sẽ chuẩn bị có một cái khúc cây để chẳng hạn như rắn nó vào nó ăn tổ yến, ăn chim nữa. Là mình phải thủ để thôi nó. Yến sẽ làm tổ ngay cái thanh ngang hoặc là góc chị Vi. Dạ.
Nếu mà làm ở tổ gốc á, thì mình sẽ được cái tổ form nó đẹp hơn. Thanh ngang ạ, vì thanh ngang á, thì chim yến nó sẽ tốn nhiều nước bọt hơn đúng không anh Năng? Cho nên là nó vất vả hơn, và nhờ cái thanh ngang như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổ nó thành hình vòng tròn rất là đẹp ạ. Dạ, còn tổ gốc như vậy thì nó đỡ tốn công sức của nó hơn. Những lần trước em nghe anh Năng nói cái này cũng hay lắm chị Tú Vi, mà lần đầu tiên em nghe luôn. Có nghĩa là một cái ô vuông chữ nhật như vậy ấy, chị Tú Vi, là chỉ là dòng họ ba mẹ ông bà con cái thôi, chứ không được khác họ tới. Khác họ tới là đá đi liền. Wow, wow, trời chân quý quá, công sức của các em chim yến. Ít lông lắm luôn hả chị? Ít lông lắm luôn, cái này rất đẹp, rất ít lông mà cái tổ của về các em. Về đi vài đường ra là chưa ăn ngay. Dạ, ngon lành luôn ạ. Trời ơi, nhìn thấy là các em phải biết là các em yến cực khổ đúng không? Đó, lao động thôi, bây giờ về có một cái tay yến quá tuyệt vời luôn. Bởi vậy là người ta phân biệt cái tổ mà lái môn là nó phải đều đẹp như vậy. Đó, và sạch. Sạch lông. Sạch lông, đó là loại một. Đó, qua cái chương trình này thì hy vọng quý khán giả cũng sẽ mở mang được kiến thức về yến rất là hay. Phải khó khăn lắm anh Năng mới tích góp được những kinh nghiệm như vậy. Cảm ơn anh Năng rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra ngoài đi để mình trò chuyện với chị Lan Anh thêm ha mình nhé. Dạ. Về bản thân mình trước là đầy đủ thông tin nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Ok, mình tên là Nguyễn Thiên Ích. Cái gì đọc lại họ tên? Mình tên là Ngụy Thiên Ích. Rồi, Ngụy. Ngụy Thiên Ích, rồi. Rồi. Mình năm nay 36 tuổi. Rồi. Sinh năm 88. Ừ. Thì công việc là mình là quản lý kho. Quản lý kho cho công ty Thiên Long á. Ừ. Thì nhà thì là ở bên quận 6. Rồi, nhà ở quận 6 là nhà mình ở ở Sài Gòn luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ, rồi bây giờ anh ít nói về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Điểm mạnh thì là hơi thật thà đó, thật thà quá. Ừ. Thật thà quá rồi, nói chung là trong một mối quan hệ thì lúc nào cũng muốn là chân thật chứ không có là nửa vời. Ừ. Thì công việc thì là mình thì mê việc, nhiều lúc mình lo công việc thì là mình bỏ bơi hết những chuyện khác á. Ừ. Thì giống như là những cái chuyện ngoài công việc thì một khi bắt vô công việc là mình mê công việc lắm. Vậy đó. Rồi bản thân mình thích sở thích thì đam mê thể thao. Ừ. Trong mối quan hệ thì thích bạn bè, nói chung là giao lưu nói chuyện với bạn bè thì học hỏi điểm mạnh từ họ. Rồi thì, trước giờ anh ít trải qua mấy mối tình rồi? Ít trải qua tính ra là 3 mối tình. Rồi kể nghe em 3 mối tình đó, mối nào sâu nặng nhất, quen bao lâu sao mà chia tay? Có một mối tình là cách đây 2015 đến 2018 thì là trong 3 năm. Thì lúc đó thì tính hai người còn không hợp á, nói chung là có gây nhau. Không thay đổi vì nhau. Thì cuối cùng là cảm thấy là không thể tiếp tục được. Ừ. Còn những mối tình khác thì có 1 năm và 6 tháng, 7 tháng gì đó. Ừ. Thì cái đó cũng thuộc lại là đang tìm hiểu thôi. Cảm thấy không có phù hợp, không có cùng chí hướng. Ừ. Thì không thể tiếp tục được. Rồi vậy thì sau 3 mối tình đó thì mình rút ra được kinh nghiệm gì không? Và bây giờ mình mong muốn như thế nào để gọi là chọn ra cái người mà né bớt giống như cái mối tình trước mà mình đã chia tay á? Thực ra thì sau bao sống cũng mấy chục năm rồi thì mình cũng cảm thấy là cái sự
cái sự chân thành là nó quan trọng nhất á. Ừ. Thì cũng muốn là ở cái xã hội hiện giờ muốn tìm một người mà có thể cùng mình chèo lái, cùng mình chèo lái trong cuộc sống và suy nghĩ cho nhau, biết đặt địa vị của bản thân ở người khác thì nó là tuyệt vời nhất á, nó là tất cả rồi. Rồi cụ thể vô đi những cái tiêu chí cao thấp mập ốm, tính cách, tuổi tác, quê quán, vùng miền như thế nào đó. Thì ít là có, nếu mà có một số tiêu chuẩn thì muốn tìm bạn nữ thì nó cỡ khoảng sinh năm cỡ 98 tới bằng tuổi đó, chứ đừng nhỏ hơn, chứ đừng nhỏ hơn. Ừ. Thì chiều cao thì cỡ mét 65 gì đó trở lên cũng được. Trời cao quá ông ơi, mét 65, cao mét 56. Ừ, mét 56 trở lên được rồi. Rồi chắc mét 6 thôi, mét 6 hay 65 trở lên cũng được. Rồi anh ít là cao thấp mập ốm, anh là cao mét nhiêu? Anh là cao cỡ mét 73. Rồi. Bạn gái gần mét 6 rồi, tiếp đi. Thì cao thấp mập ốm thì đừng đừng có mập quá thôi. Ừ. Cũng bình thường thôi. Rồi. Rồi cô này ở đâu thì được, quê quán vùng miền nè. Không, cái đó không có quan trọng lắm em. Rồi, không quan trọng vùng miền luôn. Tốt mà. Ừ. Rồi có yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này không? Yêu cầu đặc biệt hả? Yêu cầu đặc biệt thì là biết quý trọng nhau, biết tôn trọng nhau, không có đè đầu cởi cổ nhau. À. Đó, đó là cái điều mà mình đúc kết được từ những lần trước đó. À, mấy cô trước là đè đầu cởi cổ lắm hay gì? Đúng rồi. Quen bằng tuổi. Quen bằng tuổi thì hơi bị không được tôn trọng. Ừ. Ta cứ nghĩ mình là nhỏ hơn họ không á. Ừ. Thì cái cảm giác nó không được tôn trọng đàn ông mà. Ừ. Quan trọng là ở quý nhau, tôn trọng nhau, tin tưởng ở nhau một phần. Ừ. Rồi. À, anh ít là có tài lẻ năng khiếu gì không anh? Anh hả? Anh có tài lẻ hả? Tài lẻ là anh chịu bươn chải, anh chịu nói chung là kinh doanh đủ thứ ngành nghề, kinh doanh tự do thêm cũng có. Không, tài lẻ ca hát, đọc thơ, múa giỏ rồi đó, múa lân rồi đó, kiểu vậy á. Có làm được nào không? Không rồi, cái đó chứ không. Nếu mà ca hát thì hát một đoạn bài hát thì có thể có. Nhưng mà cái này mình phải coi lại bài hát thì mình phải học lại mới được. Rồi ok, vậy thì cứ chuẩn bị đi ha. À, nếu mà mình được chọn ở trong sau vòng 1 này á, thì sẽ có làm nội dung kỹ hơn ở vòng 2 và có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Còn hôm nay chỉ là cái... Rồi hỏi gì anh? Cho mình hỏi là cái chương trình á, nếu mà mình tham gia là online hay là offline rồi? Offline nha. Sẽ gặp trực tiếp cô gái ở trên sân khấu và sẽ gặp chỗ anh Quyền Linh và chỗ chị Ngọc Lan sẽ mai mối trực tiếp cho mình trên sân khấu nha. À, cái này là mình có lên chương trình không? Lên truyền hình không? Có, bình thường nha. Cái này mình đang casting để tham gia chương trình truyền hình rất là nghiêm túc luôn. Hả? Không, tại vì mình có coi trên YouTube á, là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là nó có một cái... À không, cái đó chương trình không có còn làm nữa và chương trình chỉ tìm kiếm cho những ai mà thật sự nghiêm túc. Đó. Thì mình sẽ lên truyền hình tham gia để tìm bạn gái nha. Thì cái này là mình có yêu cầu là phải người thân hay cái gì đó không ạ? Nếu mà mình được chọn thì sẽ có những cái thông tin sau đó nữa và sẽ có biên tập trao đổi thêm với mình nha. Ở đây chỉ là vòng thứ nhất thôi và hiện tại đang còn mấy chục người nữa chờ. Cho nên là mỗi người thì có tầm khoảng 7 đến 10 phút để mình trao đổi thôi. Thông tin kỹ hơn sau đó nữa thì mình sẽ còn những cái quy trình phía sau nữa nha. À, có nghĩa là chưa chắc là mình được chọn để mình tham gia đúng không? Đúng rồi, hôm nay chỉ là vòng cách đầu tiên thôi, vòng sơ loại nha. Ai phù hợp với tiêu chí của chương trình thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết là mình được chọn hay không nữa ha. Rồi rồi, cảm ơn chương trình nhé. Dạ rồi ạ, cảm ơn anh Đức ạ. Rồi, cảm ơn. Mình xong mình phát cuộc gọi ha. Rồi, cảm ơn. Ảnh của mình rồi, cố gắng nhìn thẳng vô điện thoại nha. Nên chủ động chia sẻ. Gặp cái điện thoại xuống xíu đi Tài. Rồi, ok, mình giới thiệu đầy đủ về họ tên, tuổi, quê quán của mình nha.
Dạ em Lê Tuấn Tài ở Củ Chi. Cái gì Tuấn Tài em? Lê Tuấn Tài. Lê Tuấn Tài sinh năm nhiêu? Dạ 2000. Rồi sinh năm 2000 rồi đi kiếm bạn gái sớm như vậy? Hả? Dạ. Lê Tuấn Tài là em là quê Củ Chi luôn hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Công việc cụ thể hiện tại của em đang làm là gì? Dạ em bộ đội ạ. À là đang đi bộ đội luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Là bao lâu nữa là em xong? Dạ năm nữa chị. Rồi trong còn trong bộ đội vậy có sắp xếp ra để tham gia chương trình được không? Dạ được chị. Ok, bây giờ Tài chia sẻ vào bản thân em đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của em như thế nào ha? Dạ em thì điểm mạnh thì hòa đồng chứ là vui vẻ. Còn điểm yếu thì đa phần lâu lâu có khi ít nói. Dạ. Rồi còn có tài lẻ năng khiếu gì không? Dạ không à, nói chung là cũng tính thoải mái chứ không có khiếu gì nhiều. Trước giờ là em quen mấy người rồi? Dạ em quen 2 người. Rồi kể chị nghe hai người đó quen bao lâu sao mà chia tay? Dạ một người thì em quen 3 năm thì lúc sau này gặp vấn đề về vật chất đồ cho nên em mới dừng. Rồi còn một người thì em quen 2 năm. Cũng là cũng do vật chất không cho nên em cũng dừng. Bây giờ nó cũng... Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái sao? Dạ nói chung là cũng biết lo là được rồi, chứ em không có yêu cầu cao. Ngoại hình rồi là tính cách cô này như thế nào? Dạ sao cũng được à. Tuổi tác vùng miền thì sao em? Nói chung cũng được, thoải mái chị, không có khó. Bạn gái lớn hơn em được không? Cụ thể cho chị đi Tài ơi, tập trung với cho chị nè. Dạ được chị. Rồi tuổi lớn hơn 10 tuổi được hay không? Phải nói cụ thể ra cho chị, nói chung chung sao mà được. 10 tuổi lớn quá. Chứ bao nhiêu tuổi đổ lại thì được? Dạ tầm khoảng 2-3 tuổi thì được chị. Chỉ cần những cái cụ thể chi tiết như vậy đó Tài, chứ không phải là mình cái gì cũng được nha. Dạ. Thôi, dạ. Bạn gái là quê quán vùng miền ở đâu? Dạ nếu mà tốt hơn thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực miền Tây là được chị. Có điểm gì em không thích là bạn gái không? Dạ không à. Ủa hôm nay đang đi bộ đội mà đang thấy đang ở quán cà phê sao vậy? Dạ đâu có đâu, em về đang về phép. À là đang về phép. Dạ. Rồi ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 á thì là chương trình sẽ thông báo cho em biết ha. Sau đó sẽ có người trao đổi với em thêm. Và nếu mà có người phù hợp thì chương trình mới báo cho em biết nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn Tài. Mình tắt.